Chào các bạn, chào cả nhà. Cảm ơn các bạn đã xem một thời gian qua, xem clip của Tâm Sen Vlog. Cho nên mình cảm ơn các bạn và chúc các bạn và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, bình an. Hôm nay mình đi lên Gia Lai để trước là đảnh lễ thầy Thích Minh Tuệ, sau là mình tìm cái con đường đi để biết được con đường, rồi bắt đầu review lại các bạn từ A đến Z, từ lúc lên xe đi rồi bắt đầu xuống đi taxi tới chỗ sao. Cho nên bây giờ mình các bạn xem hết clip này để cái biết được cái đồng hành cùng mình. Mời các bạn, ok, let's go. Bây giờ bắt đầu mình ở Ninh Hòa thì mình đi bắt xe lên Gia Lai á, thì mình đi xe giường nằm lên Gia Lai á, coi như là tới các bạn, tới coi như là cái hotel biểu nó bả xuống là trung tâm Vàng Anh Gia Lai đó. Trung tâm Vàng Anh Gia Lai á, thì nó bả xuống rồi bắt đầu mình bắt taxi mình đi lên cái đoạn đường đó, nó hết cái đường quốc lộ đó, đường thị trong cái thị xã Pleiku, rồi nó vô cái con đường đất xã IA Cô Tô, là cái xã của thầy Thích Minh Tuệ đó. Mình đã xuống là cái xã, cái đường này nó bảo mình đi vô là đường coi như là vô trong rẫy, trong nương rẫy cái vùng quê đó. Cho nên bắt đầu khi mà mình đi vô rồi á, vô đó thì bắt đầu cái xe, cũng cái xe nó taxi nó chở tới đó, nhưng mà hiện nay thầy đang ẩn tu trong đó thì các chốt công an á nó lần lượt nó chặn như vậy á. Thì bây giờ các bạn cứ tới đó rồi công an nó chặn xuống, rồi xuống đi bộ, xuống đi bộ rồi bắt đầu hành trình đi vô đó. Rồi cái gì các bạn cứ coi hết clip này là sẽ biết được cái đường đi tới ngay cái chòi của thầy ẩn tu. Rồi các bạn đi theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ A tới Z, rồi tới ngay cái chỗ thầy ẩn tu, rồi tới nhà thầy luôn. Ok, let's go. Các bạn nhớ đón xem, đừng bỏ qua cái cơ hội này, tại vì mình cũng quyết tâm mình đi cho bằng được, lên tới nhà thầy về chỗ thầy ẩn tu. Ok. Khi mà xuống xe rồi á, mình nghe đoạn đường người kia nói là mười mấy cây số, 20 cây, có người nói 10 cây, mình cũng không nản. Bây giờ mình đi, nghe nói là qua khỏi chốt công an này rồi á, thì cũng có một số xe nó tối lại, nó vô trong này nó núp á, để bắt đầu nó chở mình đi lên tới chỗ thầy. Cho nên mình cũng cố gắng mình đi, rồi chừng nào tới chỗ nào mà cái xe á, thì tiếp tục đi tiếp. Xe lên tới rồi công an tới cái chốt đầu tiên, công an giao thông nó làm, nó không tra xe cho vô, người xuống đi bộ thôi. Bây giờ coi như là đi bộ lên tới chỗ ổng, là người thì nói 20 cây, người nói 10 cây, nhưng mà giờ mình đi cũng quyết tâm đi cho bạn quyết tâm đi cho bằng được, cho biết đã đi thì đi cho tới chỗ. Chứ ổng đi được ngày kia qua tháng nào mình mới có một bữa một mình đi được ha. Thầy đi có 6 năm trời luôn. Mình đi lên thầy có chút. Đi được gần một cây số thì bắt đầu có một số xe taxi tối lại nó núp trong này á, nó ra nó hỏi đi hay không, nó đoán mình may quá cho chịu không nổi lên đi liền. Tiếp theo thằng kia thì xe công an nó chặn lại, nó quay đầu, nhưng mà cái đây nó ở trong vùng này mà mấy đứa bên kia nó đưa qua chỗ giá cao lắm. Chết, ta đi ta, ta cũng tín ngưỡng ta đi thôi chứ đâu phải đâu phải mà cái gì đâu mà phải ấy. Cho nên hồi nãy mới công an giao thông làm nói anh nói lại mà anh Trọng ảnh biểu quay đầu xe thì nó không cho qua, nhưng mà mình là người dân, mình là khách, mình xuống mình nói cái nó anh cũng lên xe đi, tôi làm anh tăng, tôi nói tôi xuống tôi đi nè,
anh làm cái gì, anh làm cái gì, anh chỉ có quyền anh nói chuyện với xe thôi, còn tôi là người dân, tôi đi lên ông thầy, anh cản tôi không? Lý do anh cản tôi, anh cha biết lý do ai? Xong cái bắt đầu thằng kia tới xếp sao á, tôi nói hỏi chuyện gì, tôi nói chứ anh này nè, anh không chào tôi lên để thăm ông thầy, cái anh cãi lại nói tôi không chào nào, tại sao tôi bước xuống xe anh biểu lên xe quay đầu lại? Xong cái anh chơi anh biểu thì anh đi là anh cứ đi chứ, đi là biểu xe. Đi bộ chứ, không cha đi xe, đi bộ thôi, xuống xe đi bộ. Bây giờ từ đây tới đó còn... Có, bên đây nó cũng... Nghe nói là cái chốt là coi căn cước nữa. Ở núi nè, là bây giờ là 4 giờ mấy nè, còn là xe, đi hai chặng xe. Từ chỗ khách sạn Gia Lai, Hoàng Anh Gia Lai lên tới đây, lên tới chốt ở ngoài công an giao thông. Rồi bây giờ tới đây một chặng nữa. Ở chỗ đây là người ta đón thầy đi ra nè. Tới đây mình đi bộ vô hả? Ờ. Ngã ba đi nè. Đi nè. Ngã ba đi đón được hả? Đi đi. Tao đứng đây nè, thầy ra đây mà. Xuống đây sao đợi không xuống được? Đi xuống là mượn hả? Cái đây là đường xuống nhà mẹ. Đây đó, mọi người đi. Bên đây đi lên thăm thầy nha. Theo cái nhà lên thăm thầy Minh Tuệ ở trên Gia Lai. Okay, hiện giờ là mình đang ở Gia Lai nha. Đó, giờ một đoàn người đi cứ không biết ông thầy ra ngã nào, nhưng mà bây giờ cứ lần mà đi mít đi. Nó trời thần đăng là giờ này là giờ ông chuẩn bị dậy đi khất thực. Đây đó, bây giờ coi như là mình ngay mấy cái ngã ba, bây giờ đang là 5:10, 4:50 đó, chỗ lên thầy á thì còn xe nhưng mà qua tới chỗ trước kia nó có một cái chốt không à chặn nữa đó. Bây giờ coi như là bà con đang đi xe thồ rồi đi bộ đi lên tới đứng đây chờ thầy khóc thật xuống. Đây cũng nhờ thầy mà xe thồ rồi ở đây, xe taxi rồi ở đây nùm nụp đó, coi như là đó, đó. Cho nên bây giờ đứng đón chờ xe thồ ở dưới lên chở khách. Xe chở lên mấy trăm không à, cái Hà Nội cá rồi Sài Gòn cá tùm lum. Bây giờ đứng đón ông thầy ở trong này em đi ra nè, mà ở trong kia cái chốt trong kia thì công an nó chặn, hỏi giấy tờ nó tra vô nhưng mà chừng tóp. Bữa nay mình đang đi thăm lên để gặp thầy Thích Minh Tuệ nè, cho bây giờ ở nhà thì chỉ coi qua hình ảnh đó, cái cảnh mà ở sau mình người ta đi lần lượt là đông chưa các bạn? Rất là đông người đang đợi á. Bây giờ vô chỗ thầy thì nó không biết xe bao lâu nhưng mà hãy tới chỗ nào ta dừng không dừng. Đó, cho nên các bạn cùng đồng hành với mình. Bây giờ ở trên mạng chỉ đưa đi coi rồi
thì khi ta để cái hình lên rồi bắt đầu nói chuyện không á. À, cho nên các bạn theo chân mình nha, đi vô gặp thầy. Đây nè, bây giờ đi vô nè. Đó, đi vô nè, bây giờ mới có 5 giờ 10 sáng nè. Mà xe đậu trong này đi hồi 3 giờ, 2 giờ. Có xe đậu ở đây ngủ. Đó, bây giờ người lớn rồi. Cứ đi rồi bắt đầu nghe nó đứng dưới kia chờ thầy xuống, rồi bắt đầu người khác cũng đứng nhưng mà ai cũng chờ nông nóng nó đi lên. Đó, bây giờ càng đi tới thì càng cá xe, thầy đang ở trong trong rừng kìa, mà người ta là người chủ lực đi đi đâu xóm mình đi lên tới 4:30 mà. Chưa biết nha. Bữa nay nè. Bữa nay nè. Dạ. Đó là không đi theo thầy để thầy đi ấy xong về bữa nay thầy cho vô gặp. Rồi cho bà con mình vô gặp thầy ở cái chỗ cái thánh thầy đó. Em lấy mấy để em quay. Thầy đây kìa, thầy đây kìa. Em lấy mũi. Đứng ngay bên đường ơi. Bên này đi dọn dọn nữa. Hả, em đứng bên đây, em lấy mấy quay. Lấy quay không? Có lấy mấy quay không? Thôi. Thôi. Hả? Để một mấy lại đi. Bây giờ thầy chuẩn bị đi ra đi khất thực nè. Đó, hai bên đường nè. Đó. Đây, nó đứng hai bên đường. Bây giờ mình phải đi cho tới chỗ để biết bữa nay cái mẫu. Hai bên đường đúng là để đón thầy đi khất thực nè. Đã đứng yên hết vậy cho nó đẹp. Thầy chuẩn bị ra. Đứng ngoài này đi. Ta đứng lên. Anh đi thẳng xuống dưới đi, anh quay từ dưới lên trên. Để người ta. Để người ta biểu xếp hàng. Thank you.
chút nữa. Không hả? Em bé này từ Sài Gòn ra đây cũng được gặp thầy. Hồi tối này ngủ được lại. Ở trên đây toàn là xâm nhập. Đó, anh bé còn gì hết. Thì rồi trở lên tới chỗ luôn. Ngay giờ bét luôn. Chú, đúng rồi ha. Rồi, ngay giờ bét. Ngay giờ bét là ngay chỗ nhà bà Cúc á. À. Con đi mà tới chờ. Quay đi, đi. Hai bên đường không có ánh. Em bé này không ngủ rẫy cà phê. Em bé này ngủ rẫy cà phê ở Sài Gòn ra đây từ lúc ngày hôm qua, nhưng mà qua được có 2 chốt công an, còn 3 chốt công an không qua được. Xong rồi vào rẫy cà phê, người ta cho tá túc một đêm, xong rồi 3 giờ sáng này là nhờ mấy anh ở khu vực này á đưa vào đây. Lúc 3 giờ sáng vẫn còn làm được thay chứ. Dạ chưa, 3 giờ sáng nó đợi đây, nhưng mà may mắn được gặp thầy là dạ. Ngủ ở đâu cũng được hết. Ngủ rẫy cà phê luôn. Dạ tối ngủ rẫy cà phê. Đợi chưa? Ơi. Đây Sài Gòn, Hà Nội cũng cá luôn. Cô ở đâu? Hả? Ở đây. Ở đây hả? Kia là đó, chỗ đó là cái cốc của anh. Chặn đó, không có vô được trong đó. Ở trong này. Đây có công an đứng cạnh. Mình đi ăn bồng đi. Rồi, chúng ta bắt trước. Như mình làm mẫu vậy. Đúng rồi, các bạn. Đứng lại cho nó gọn gàng đi. Đứng lại thẳng hai bên đi. Đứng chờ là sao được. Đấy là không. Đây là cái rộng ra luôn đi. Từ từ. Rồi bắt đầu đi. Đi chèn lắm quá mà. Thôi chứ xem thầy vô đó mình trời ơi. Từ lúc 5 giờ sáng tới giờ. Từ 4 giờ sáng. 3 giờ mấy đây nè. Lên đây 2 giờ đây nè. Nhưng mà người ta về thấy là người ta về. Chung nó vô rồi con biết rồi mà. Đây cái kèm này kèm vô. Phải giải quyết cho từng cấp vô đây. Cho đi. Rồi. Nhanh về coi như đẹp chân là trắng. Thôi. Đúng rồi. Ba người cho đi dạy, người ta lấy súng lên, nó cây hết chứ có đâu mà cho đi dạy. Con cá nào vô? Chắc vô con cá gì vậy? Trời.
cái đông quá là mất trật tự. Đó, không có, tôi vô chỗ ông ở thì thoải mái xong kìa. Thầy đi rồi. Chớ làm gì mà cha vô làm gì, đứng hai hàng, đứng hai hàng mà không cha đi mà ở mình sao mà cha vô làm gì? Đó. Chịu không nổi thầy đi ngã khác rồi. Giờ thầy đi ngã khác rồi, cha không có cách nào mà cha vô kiểu này. Không còn đâu. Nãy có ai thấy thầy đây không? Hả? Không, không. Làm sao mà cha vô? Đứng xếp hàng mấy tiếng đồng hồ để chờ thầy ra khất thực là dòm chiêm ngưỡng thầy chút. Nhưng mà bây giờ đông quá, báo cáo tình hình đông quá thì thầy sợ thầy đi ngã khác, tại vì ở nương rẫy mà đi ngã nào nhã trong rừng á, cho nên á bây giờ công an nó thẻ vô, nó hết trận nó cha vô để dòm cái chòi chút. À, chứ bây giờ thầy đi ngã khác rồi, không ai, nhiều người đứng trong thầy mà giờ không ai gặp được. À. Gì đâu? Đi vô tới cái chòi của ổng không cá thì người ta xạo. Người ta xạo mình cá chứ. Dân nhiều quá, thầy xong có khi này thầy lại đi đường khác. Thầy đi đường kia xong họ lừa họ cho mình đi vào đường này. À. Nó bất cái số lượng người đi đúng rồi. Thôi đúng ngã vậy đấy. Đó, coi như nhiều ngã đi y như là canh để đòi. Canh để đòi phước. Canh để kim ngựa. Kim ngựa thầy. Đây này coi này cái đường đi nè. Đó các người ta biết ta đâu đi đâu. Đó, các người ta quay lại hết. Đó thì đó bây giờ vô không, vô tới chỗ đây để nghe bà con nói sao đi rồi á. À. Ba dòng tập hợp còn nếu mà chị nói là đây là đường này xuống vườn thầy nhưng mà vì thầy không có ở đây các chị muốn nhìn thì các chị xuống thế thôi, thì là chúng em sẽ xuống, chỉ cần nhìn nơi thầy tu tập là chúng em ở thì vậy thôi. Còn nếu như mà chị không biết thì chị nói là à chị cũng không biết thì chúng em cũng giống như là công an, chỉ chúng em xuống đây thôi. Còn giờ mà chị cái gì? Mới ở đây ở đây thì chỉ nói ở cái chỗ thầy tu tập rồi đi vô người thăm đêm, vậy thôi chứ. Nên là chị Hoan nghỉ đi mà còn ở vậy thôi chứ đâu cái gì đâu. Ta ở xe, ta ở xe, ta coi như đi nữa đi. Gần đây này, nhưng mà em vẫn là và em cũng có vườn như thế này, nhưng mà em vẫn quý là cái hạnh của thầy là em lên đây không phải gặp thầy, nhưng em cũng muốn lên đất của thầy là để mình biết là ở thầy ở nơi này cũng vườn cũng cây mà tại sao thầy tu nên người như vậy mà mình cũng như vậy mà mình lại phải cố gắng thôi. Còn hôm nay mình không gặp thầy thì cũng là hữu duyên thôi. Mà mình lên để mình nếu mà được phước á thì mình tu tập như thầy. Đúng rồi. Đó, gặp còn không gặp thì thôi thì quay cái chòi của thầy ở thôi. Chị nói là mà đúng nha. Hay là vườn này không là anh tôi hay em tôi hay là thầy mình cho đàn bà xuống. Không cá hả? Thôi giờ hướng gì nhưng không cá thì xuống dưới chòi đi. Em quê ở đâu? Em ở đây. À em ở đây hả? Ở đây là mấy đứa em bạn em mình nó xuống nó gặp thầy rồi nè. À thì bây giờ cái duyên thì gặp, không duyên thì thôi thì đi. Bây giờ mình ở xe lên mình gặp thầy, mà nếu gặp không được thì đầu mình đi chỗ nào mình chụp cái hình, hai cái hình để mình kỷ niệm chuyến đi Gia Lai vậy thôi. Chứ cái gì mà phải ấy, đi xuống cái chỗ đi xuống rồi hơi bị dễ, nhưng mà đi lên hơi bị khá đó. Kệ đó, đi tới chỗ xong kìa. Em ơi, mới đặt mấy đồng chí đi lên. Bây giờ đi tới ở dưới đó người đi lên đó, coi xuống không cái thầy đi lên đó. Quý là không thấy thầy. Thì thầy đi đâu hậu xóm mà. Nhưng mà thôi bây giờ mình cứ đi xuống tới chỗ xong.
Còn xe không? Gần hả? Gần thôi. Thì xuống đó mà không quay là xuống chi? Đúng rồi. Xuống quay cái cốc của thầy thôi. Rồi giờ giờ ai sẽ sau sau này là thánh tích, giờ này cũng là thánh tích rồi còn nữa. Đây là đường vô thánh địa nè, đó thánh tích đó, xuống dòm. Bây giờ đi là coi như qua hai cái rẫy cà phê rồi, nhưng mà vẫn tiếp tục đi tiếp, đi cho bằng được tới thấy cái cốc chỗ thầy ngồi mà tọa thiền đó. Chứ bây giờ đi vô tới từ đá vô tới đây rồi mà bây giờ không xuống đó, đứng chờ 2 tiếng đồng hồ mà giờ không xuống dưới cốc, không xuống cái chỗ mà thầy tu à, này kia cái nọ thì cũng khá chịu, cho nên phải đi. Tại đi cho bằng được. Đông quá đã, đi trong đường, đi trong rẫy cà phê nè, mà mưa đất đã nó sình nè, cố gắng đi, không sao hết. Coi như người ta đi được, mình đi được, mà mình đi quyết tâm đi để làm một cái clip cho các bạn xem cái đường đi với lại review từ A tới Z cho các bạn xem. Ok, các bạn tiếp tục theo dõi nha. Không có rồi, nhưng mà thôi cỡ đi xuống tới chỗ của thầy. Tới chỗ thầy ẩn tu rồi mình đi bây giờ đó. Đây không có thầy thì con xin thân không đành đâu, không có thầy đây chúng con xin thân giúp đỡ. Mẹ ơi, mẹ nói mấy cái cụ áo đẹp mấy cụ không có ai quá con hết mấy cái cụ không có ai đó, một người lên nè đó, rồi nghe không con phá thiết cái này. Ván này hôm qua người ta mới sửa mà, người ta mới làm ván, làm ván. Dạ. Cô nói mấy cái chú hôm qua mà khóa cổng ấy cho một người lên. Em quê ở đâu? Quy Nhơn, Bình Định, Phú Mỹ. Bây giờ cũng đi chiều qua. Đi vào 2 giờ đêm ngày hôm qua. 2 giờ đêm ngày hôm qua. Hôm ở lại đây. Vô đây ngày về là 7 giờ sáng về mà nó chưa cho vô. Rồi ở lại đi một đêm đây. Thôi giờ mình cá lòng gì cũng được á, không sao. Cá lòng chim ngưỡng mà giờ. Ta không cho vô gì điều kiện. Đi tham quan. Đây bây giờ đi vô tới không gặp thầy rồi xuống tới cái cốc của thầy. Nhưng mà giờ bắt đầu đi qua nhà thầy để cúng dường thầy, chụp với lại ba má thầy bô hình để làm kỷ niệm. Đường xuống nhà thầy đây. Vậy cho cái đường xuống ở dưới nhà ổng cũng đông hả? Mà con nói cũng có tới không gặp ổng bắt đầu đi. Đây bây giờ mình tới trước nhà thầy đây. Đây vô tôi cũng không ai gặp được thầy. Bây giờ thầy tới nhà. Đến đây thấy mình cũng vô tấm hình. Đây. Đó, vô nhà thầy. Mấy hôm về trước á thì coi như là cái nhà cứ đóng cửa trong cửa ngoài lại. Mà ở ngoài đứng bao quanh tường rào dày đặc hết, cũng như đòi nợ vậy. Bữa nay nè, mở cửa hết luôn, cửa trong cửa ngoài mở cửa. Rồi ai muốn vô làm gì, muốn ngồi ở đâu
muốn vô trong buồng, muốn đi đâu đi là tới các bạn coi á, mình quay trực tiếp cho các bạn coi hết từ A tới Z. Bữa nay nhà mở cổng đó, ai vô ra làm gì làm. Đó. Ông thầy Thích Minh Tuệ ông xả rồi, bây giờ cha ông cũng, cha mẹ ông cũng bắt đầu buông xả luôn. Đó, nhà cửa nè các bạn vô mình chưa thấy không, coi như là bàn ghế không ai tiếp ấy, cứ vô tự động kéo ghế ngồi này kia kia nọ cho ông, không ai tiếp, ai mà tiếp nổi một ngày từ sáng tới chiều đó. Cho nên ai không gặp được ổng thì bây giờ xuống nhà ổng lạy mấy cái tượng ổng xong rồi về để khỏi ngậm ngùi.